cái điên điên khùng khùng cho nó vui vậy. Đôi khi nhìn mặt nó vậy chứ nó có, họ không có vậy đâu. Quan trọng nó không vậy đâu, được rồi. Rồi lý do chia tay cái người con gái mà... Em khá là tự ti tại vì cô bạn nó quá giỏi. Em cảm giác như em không giỏi bằng người ta cho nên là em cố gắng nhiều lắm. Nhưng mà khi tới một khoảng đó thì em cảm thấy là hai đứa đã không còn cái tiếp tục. Chênh lệch quá đúng không? Chênh lệch quá. Được rồi đó. Bây giờ để hỏi bên đây nè. Bên đây mình tình yêu sao nè? Dạ chào chị Linh. Trời ơi, mặt xinh dữ trời. Thì đó. Có mối tình nha. Nào chưa? Cao nha, cao, cao. Dạ em trải qua một mối tình được 4 năm rồi ạ. Lý do sao chia tay? Anh ấy hung hãn quá với lại là... Hung hãn hả? Trời, trước một cô gái xinh thế này mà ai nỡ hung hãn trời. Ghen đúng không? Dạ có ghen ạ. Ê bỏ anh ghen đi. Dạ. Anh này hơi gian gian chút xíu mà anh không có ghen. Dạ. Thì cũng có BD nữa chú. BD hả? Nhưng mà tùy theo trường hợp là kiểu mà trong công việc á, con hay giỡn với mấy bạn đồng nghiệp, mấy anh đồng nghiệp rồi vẫn giỡn vút vút được. Trời ơi sao này nó nhiều tật quá vậy trời. Trời ơi trời, chú nghe chú giật mình luôn nữa. Bởi vậy con cũng gán con chứng minh là con kiếm được người yêu để người ta khỏi nói con bị BD. Con chứng minh tội nghiệp người ta không ơi. Có thiệt không? Không con không có, chỉ là giỡn thôi. Giỡn thôi nha. Dạ giỡn vui. Giỡn thôi nha quỷ. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ một người đàn ông em lý tưởng là chững chạc, có công ăn việc làm ổn định á, không có lăng nhăng này nọ, nó lại bủ phu không dữ em không thích. Dạ. Bên đây cũng nói chung công việc ổn định. Dạ. Ha, chững chạc thì coi lợ. Ừ đúng đó, 50-50 à. Ờ 50-50. Mình giới thiệu lớn lên cho bên kia cùng nghe nha. Mời em trai. Dạ. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin chào chú Quyền Linh. Dạ, chào cô Hồng Vân. Dạ, em tên đầy đủ là Nguyễn Phúc ạ. Năm nay em 24 tuổi. Sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ở quận 4 và đang làm việc ở quận 2 ạ. Phúc làm gì Phúc? Dạ, em làm bên lĩnh vực khách sạn nhà hàng chung cư ạ. Khách sạn nhà hàng chung cư mà làm về cái gì cụ dạ, thể? Dạ, em làm bên an ninh ạ. Xin mời nhà gái. Dạ lời nói đầu tiên con em xin chào chị Hồng Vân và tất cả mọi người và chào anh Quỳnh Linh với bạn trai bên đó. Em xin giới thiệu là em tên là Trần Phương Kim Thi, nên em được 26 tuổi, sinh sống tạm biệt tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Dạ em buôn bán nước hoa kinh doanh online ạ. Dạ em ở phường 7 Tân Bình luôn ạ. Vậy nhỏ hơn mình đây 2 tuổi. Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Cái câu cũng bà rất đúng luôn. Hợp với em luôn, hợp với em. Vậy là hợp rồi, coi như thuận lợi ban đầu rồi ha. Dạ. Và nói cho mọi người cùng biết là cái ưu điểm và khuyết điểm của Phúc là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em là người tự lập, có tính tiết kiệm, chân thành, nhiệt tình trong công việc, rồi. Vui vẻ và hòa đồng. Dạ, khuyết điểm của em thì nói ra hơi nhiều. Tiêu biểu là em có hút thuốc ạ. Dạ, được không? Dạ, không, cũng ít ạ. Ít. Em không có biết uống rượu, em chỉ có uống bia thôi. Nhưng mà kiểu là uống chút, kiểu xã giao là chính rồi. Kiểu em sống hơi nội tâm một chút. Rồi kiểu nội tâm quá nên đâm ra là đôi khi mà ở ngoài em là một người khác, mà về nhà em mới được là chính em. Dạ, kiểu như điên điên khùng khùng nhay nhay vậy đó. Sống điên điên khùng khùng nhay nhay. Dạ, nhưng mà ở nhà thôi. Ở nhà thôi, ở dạ. Ngoài không có vậy. Dạ đúng rồi. Ở ngoài vậy cũng vui đó. Thôi, mời nhà gái. Mình. Dạ, ưu điểm của em là thích ca hát và làm nấu ăn ạ. Cũng thích cái vẻ đẹp nữa. Nhưng mà... Đẹp đúng không? Dạ, vâng. Dạ, khuyết điểm của em là nóng tính. Nhưng mà nóng tính cái hồi là mình cũng tự làm lành à. Có một cái người bạn trai mà về nhà cứ khùng khùng điên điên thì sao? Dạ, khùng khùng điên là em... Ngây đó, ngây dạ, đó. Ngây là em sẽ làm mặt lặng à. Ngây nữa là em sẽ... giận luôn, anh không thích nhây nhiều. Đó, nhà trai ơi, người ta không thích nhây kìa. Trời ơi, cuộc sống giờ nó áp lực quá, nhây nhây cho nó vui. Em thường thường thì em trong phòng mà nếu mà em tập thể dục á, thì mới nhây thôi. Kiểu như là em mà nghe nhạc hay gì là em giống như là em bị cái cảm giác mà có âm nhạc hay gì em mới là được chính em trong âm nhạc vậy. Vậy đó hả? Tức là nhạc lên làm gì? Dạ kiểu là hát rồi nhảy rồi vậy. Giờ tao thử nhạc lên coi em nhây cỡ nào. Hay để đếm nữa kéo gàm đi. Chứ em kéo... mở rào ra nhạc lên coi em nhây cỡ nào nha. Dạ em có một bài nhảy em tặng cho rồi, bạn okay. Nữ kế bên à. Vậy là được rồi đó. Nói sẵn nói về các mối tình của bạn luôn đi. Em thì chính thức là có hai mối tình à. Một mối thì vài tháng và mối sâu đậm nhất của em là gần một năm. Cũng như nhau à. Là cũng là vài tháng luôn á. Mà cái mối tình gần năm đó sâu đậm là em có chia sẻ là em với cô bạn đó là quen biết nhau trong chỗ làm. Thì quen trong khách sạn hay nhà hàng hả? Dạ. Xác định là quen khách sạn, trong khách sạn hay quen nhà hàng? Dạ trong khách sạn nè. Dạ trong khách sạn nè. Chỉ là nhân viên làm trong khách sạn đó anh. Chứ không, với lại khách sạn đó phòng nó xịn, nó mắc lắm. Với tụi em cũng nhân viên không có tiền để mướn trong đó làm. Ai biết, mặt mày gian lắm à.
ai cũng nói gì hết trơn, ai cũng nói mặt em là gian dâm rồi. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Bên đây người ta muốn đi về rồi nè, sao mà vừa nhây ai mà vừa nói nha, chứ không phải tôi nói nha. Chào em. Dạ, chào cô. Tự nhiên tự nhận mình là vừa gian vừa nhây vừa khùng rồi vừa dâm là sao trời? Dạ, tại cái đó là trong cái chỗ đồng nghiệp cũ á, nói là nói chứ phút mà ổng đi buồn lắm, tại vì nó điên điên khùng khùng cho nó vui vậy. Đôi khi nhìn mặt nó vậy chứ nó không có vậy đâu. Ừ, quan trọng nó không vậy đâu, được rồi. Rồi lý do chia tay cái người con gái mà... Em khá là tự ti tại vì cô bạn nó quá giỏi. Em cảm giác như em không giỏi bằng người ta cho nên là em cố gắng nhiều lắm. Nhưng mà khi tới một khoảng đó thì em cảm thấy là hai đứa đã không còn cái tiếp chênh tục lệch quá, đúng chênh không? Lệch quá. Được rồi đó. Bây giờ để hỏi bên đây nè. Bên đây mình tình yêu sao nè? Dạ chào em Thùy Linh. Trời ơi, mặt xinh dữ trời. Thì đó. Có mối tình nha, nào chưa? Cao nha, cao. Dạ em trải qua một mối tình được 4 năm rồi ạ. Lý do sao chia tay? Tại anh ấy hung hãn quá, với lại là hung hãn hả? Trời, trước một cô gái xinh thế này mà ai nỡ hung hãn trời. Ghen đúng không? Dạ có ghen ạ. Ê bỏ anh ghen đi. Dạ. Anh này hơi gian gian chút xíu mà anh không có ghen. Dạ. Thì cũng có BD nữa chú. Đôi BD hả? Nhưng mà tùy theo trường hợp là kiểu mà trong công việc á, con hay giỡn với mấy bạn đồng nghiệp, mấy anh đồng nghiệp rồi vẫn giỡn vút vút được. Trời ơi sao này nó nhiều tật quá vậy trời. Trời ơi trời, chú nghe chú giật mình luôn nữa. Bởi vậy con cũng gán, con chứng minh là con kiếm được người yêu để người ta khỏi nói con bị con BD. Chứng minh tội nghiệp người ta không ơi. Có thiệt không? Không, con không có, chỉ là giỡn thôi. Giỡn thôi nha. Dạ giỡn vui. Giỡn thôi nha quỷ. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, một người đàn ông em lý tưởng là chững chạc, có công ăn việc làm ổn định á, không có lăng nhăng này nọ, nó lại bủ phu không dữ, em không thích. Ừ. Dạ. Bên đây cũng nói chung công việc ổn định. Dạ. Ha, chững chạc thì coi lợ. Ừ, đúng đó, 50-50 à. Em muốn tìm mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ, em thì em đơn giản thôi, là mẫu người con gái là cỡ chiều cao thì cỡ 1m50 trở lên thôi. Cái hai nữa là dễ nhìn, ưa nhìn. Quá ưa nhìn luôn. Vừa người, dạ, hiền lành, chất phác. Biết là chủ yếu là kính trên nhường dưới và quan tâm hai bên nhìn. Đây nhìn thấy là hiền rồi đó. Dạ. Có dạ. Mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, giống mẹ em là được rồi. Bây giờ em gái đi với ai? Dạ em đi với bố mẹ em ạ. À. Dạ xin chào hai MC. Tôi chào là chú à. Chào con. Tôi là ba của cháu Thi. Con về tương lai thì theo chú nhìn thấy thì cũng được. Bên đàn trai nhỏ, đàn gái 2 tuổi có sao không chú? Thì cái đó giữa đôi đứa mà chấp thuận với nhau, giữa gái hai trai, mà cái đó là cũng là các cụ cũng đã nói gái hai trai mà tốt rồi, không có gì hết. Chú ai lớn tuổi hơn? À chú với cô thì cô lớn tuổi hơn. Lớn hơn mấy chú? Lớn hơn 2 tuổi. Rồi, giống là hay quá rồi. Đó. Thì được rồi chú ha. À, cảm ơn nhà gái, còn nhà trai đi với ai? Em đi với mẹ em, với lại một người anh của em. Chào chú Quỳnh Linh với cô Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của Phúc. Thành ra hả, nhìn bé gái bên đây cũng dễ thương. Thành ra hả, thôi để cho hai đứa tìm hiểu nhau. Bên gái quá dễ thương. Thì có như đó thôi. Cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Đúng rồi. Đáng nha, đáng nha. Bắt đầu đi. Dạ. Tới buổi chương trình này mình có món quà tặng bạn nè. Mong bạn sẽ thích. Chồng bạn đi lúc mà mình buôn bán cho nên mình tặng bạn. Rồi, cảm ơn bạn nè. Bây giờ biểu diễn cái lấy tình cảm cái nào. Để con lầy cỡ nào nhặt lên con lầy nào nha. Dạ thì qua đây thì em cũng gửi một bài nhảy cho mọi người xem, mong mọi người đừng chê. Em xin phép rồi. Âm nhạc. Vậy nó phải là nhảy. Vậy nó cũng phải là lầy, cái này là nhảy đẹp hơn. Ồ, nhảy còn mà khi nào tưởng đâu là âm nhạc đó đi.
Lady first đi, em nói trước đi. Bạn thấy mình như thế nào, có giống như trong... Bạn rất là xinh, rất là dễ thương. Có một cái giống như là nụ cười tỏa nắng vậy đó. Mình nhìn là mình đã một ít kết một tí. Kết tí. Bạn nói bạn làm an ninh vậy, có thời gian mình đi chơi không hay là tìm? Không, thời gian của mình cũng rảnh lắm. Mà anh đi. Anh chỉ cần là đi đâu cũng được, anh chỉ cần có lý do thôi. Vậy bạn có hay nhậu không hay là? Không, cũng ít lắm. Thường thường là chỉ có việc gì đó hoặc là gì đó quan trọng bắt buộc phải uống thì mình mới uống thôi. Mình thì mình thích cà phê là chính. Mình hay đi cà phê mình lắm. Rồi coi phim cũng mình. Cho nên là do mình nhiều quá nên hôm ra là về nhà cũng hay biểu lộ, là giống như mình hay dùng cái âm nhạc để mình diễn tả hành động lời nói. Thế bạn thích thích đọc sách đó mà, thế mình. Đúng rồi, mình cũng thích. Anh thích đọc sách. anh cũng thích đọc sách. Em nhìn mà anh là em có thấy anh Giang hay là cái gì đó không? Không, thấy anh rất là thân thiện, rất là vui tính. Nhìn gương mặt anh giống cậu em á, có muốn nhìn trai giống cậu em. Vậy là mà con già lắm hả chú? À, mà con già lắm. Không phải, con già, đó nét mặt trẻ có duyên. Nhìn coi có thấy Giang không? Có ấy không, có gì đó. Ẻo à, cong. Có không? Không. Em thì em có hay nóng tính đúng không? Anh nói em hay nóng tính, yên tâm đi, về anh nhây nhây chút em hết nóng rồi. Còn anh thì anh cũng hơi nóng, nhưng mà thường thường anh nóng á thì anh chỉ cần là thường thường mà mấy cái vụ mà làm anh nóng cực kỳ nóng á thì anh cũng không có vũ phu anh về, anh chỉ đập bàn hoặc anh la anh nói này nọ rồi anh ra ngoài, rồi đôi khi ra anh hút một điếu thuốc là anh bình tĩnh lại nhanh lắm. Có, nhưng mà đi với em đừng có hút, em thích. Dạ, anh hy vọng là em sẽ là một cái nguồn động lực để anh giảm dần và anh sẽ bỏ luôn. Tại anh cũng muốn, tại mẹ anh cũng không muốn anh hút thuốc nữa. Mẹ của em á, là lớn hơn ba em 2 tuổi đúng không? Thì mẹ của anh cũng lớn hơn ba anh 2 tuổi. Rất là trùng hợp luôn. Vậy là có truyền thống hết cả hai gia đình. Yeah, vui quá. Bây giờ để ta bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, mình sẽ đưa ra quyết định. Bắt đầu. 2 3. Hết thời gian. Em có bấm không? Em có bấm mà. Có bấm hả? Trời ơi, cái nút này nó dễ sợ quá. Cái nút bấm này thiệt tình à. Có bấm. Hãy nắm tay nhau nào. Dạ, con xin phép cô chú cho con được nắm tay bạn à. Đó. Rồi con xin phép gia đình cho con hung nụ hôn đầu tiên lên má của bạn gái đi. Dạ, vậy con xin phép cô chú cho con được hôn bạn à. Anh hôn em tí nhé. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Quà tát nhiều quá, chúc hai đứa hạnh phúc nghe con.